con to ném ra ngoài đi. Để con to vào đây. Cho ra ngoài cho các em chơi rộng. Cho ra ngoài cho rộng. Kéo giống thầy em đấy đi ạ. Ủa? Cho bỏ con to ra ngoài đi cháu. Cho ra ngoài cho nó giật. Nhiều bóng nhỉ? Nhiều bóng nhà nó không có đâu. Đừng ném nha, đừng ném anh nha. Ném trong này thôi. Ra tù một con tượng mất 30.000, tiếp tượng bác thế. Ờ, tô con tượng bắt vào đây mất 25.000, mất 55.000. Nó đang chơi thoải mái, còn cho tô tượng, nhưng mà trẻ con nó lại thích. Đó, khi mà tô cái con vẫn ở trên bàn đấy, 30.000. Chỉ được mang về mà. Mà đắt quá. Chỉ 20.000 thôi, cái chân.